Yes, then I just take it from you. À, và trong số đó thì window của chúng tôi là bao mấy? Tôi biết chúng nó như thế này lại. Tại vì tìm window thôi là bao mấy? Tăng lên bao nhiêu thì sao cho nó? Ở đây theo quyển này bao? Ở đây bên phía chúng nó thì phải tăng lên master ấy ao nào bao? Thì phải ở bên phía tu thêm bao? Master nào mà ra cái này lại bao? Tăng lên chúng nó bao là bao mấy? À đó tăng lên cái này lại bao? Ok, copy cho nên là mình pay lại bao? Giá bao đấy? À, create. Vì đó mình use project này lại bao? Chúng mình format để mình ra cái output cái color gì bao đấy? Tạo được format cho mình chụp. Tăng edit này lại bao? Tạo được tăng lên giá bao biết rồi.